phương Tây sai lầm khi viện trợ khí tài hạng nặng cho Ukraine. Giới quan sát dự báo, kế hoạch của NATO gia tăng khí tài hiện đại, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine, sẽ khiến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ngày càng lan rộng và có thêm nhiều người Ukraine nằm lại chiến trường. Nỗ lực cứu nguy Ukraine Sau gần một năm, Ukraine khẩn khoản đề nghị NATO viện trợ các loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại. Khối quân sự này cuối cùng đã nhượng bộ. Sự nhượng bộ đó xuất hiện trong bối cảnh quân Nga đã rút về củng cố khu vực họ kiểm soát ở miền đông Ukraine sau khi thất bại trong nỗ lực tốc chiến tốc thắng ngay tại thủ đô của Ukraine trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Sau khi quân Nga rút lui, Ukraine có cơ hội tận dụng chiến thắng quân sự trong trận chiến Kiev để thúc đẩy đàm phán với Nga. Tuy nhiên, Ukraine đã lựa chọn phương án khác, đó là chuyển từ phòng ngự sang đẩy mạnh tiến công quân Nga. Từ lúc này, tình hình bắt đầu thay đổi đối với Ukraine. Giờ đây Nga đã huy động trên quy mô lớn lực lượng dự bị động viên, Nga đã triển khai khoảng 300.000 đến 350.000 quân và đang sẵn sàng tấn công rầm rộ vào các phòng tuyến của Ukraine. Trong khi đó, thế trận của Ukraine đã căng thẳng ngay cả khi Nga mới đây mới chỉ gây chút ít áp lực. Trước tình hình khẩn cấp đó, phương Tây đã vội vã can thiệp để giúp đỡ Ukraine bằng cách tuyên bố cung cấp cho nước này các xe tăng hạng nặng hiện đại. Ở đây một câu hỏi được đặt ra là liệu sự viện trợ đó có giúp Ukraine thay đổi cục diện hay không, hay sẽ chỉ gây thêm tổn thất cho Ukraine và đẩy xung đột giữa Nga và phương Tây thêm lan rộng. Hiện tại, Anh cam kết cung cấp cho Ukraine khoảng 14 xe tăng Challenger 2, Đức cam kết xuất một đại đội xe tăng Leopard, còn Mỹ hứa hẹn 31 xe tăng Abram, còn Ukraine nêu nhu cầu cần khoảng 300 xe tăng. Triển vọng ảm đạm Nhìn lại, Mỹ thực ra vẫn tỏ ra ngần ngại khi gửi cho Ukraine các cỗ xe tăng m một Abram, bởi lẽ đây là xe tăng thượng hạng của Mỹ, và Mỹ cũng không dư giả gì về M1 Abram Công nghiệp quốc phòng của Mỹ vẫn còn hạn chế trong sản xuất loại xe tăng tối tân này. Mỹ có tham vọng duy trì số lượng xe tăng Abrams cần thiết trong kho khí tài của mình, đồng thời gửi cho Ukraine phiên bản hiện đại nhất. Như vậy, các xe tăng mà Mỹ định gửi cho Ukraine sẽ phải được chế tạo mới từ đầu. Do đó, Ukraine có lẽ sẽ phải mất 12 đến 18 tháng nữa, thậm chí là lâu hơn, thì mới nhận được các cỗ xe tăng này. Có một lý do nữa khiến Mỹ lưỡng lự về cung cấp Abrams, đó là tính biểu tượng của loại xe tăng này, xe tăng hàng đầu trong quân đội Mỹ. Mỹ e ngại về kịch bản số lượng lớn xe tăng Abram có thể bị Nga hạ gục trên chiến trường. Mỹ đã khẳng định không cung cấp cho Ukraine tiêm kích F-16, nhưng nếu thiếu yểm trợ từ trên không, các xe tăng của NATO rất dễ trở thành mồi ngon cho các máy bay chiến đấu của Nga. Bên cạnh đó, Nga có thể tận dụng việc Mỹ đưa xe tăng Abram sang Ukraine làm lý do biện minh cho một cuộc tấn công nhằm vào NATO. Các lý do này khiến Mỹ không quá hồ hởi trong việc cung cấp xe tăng Abram cho Ukraine. Về phần Đức, Họ đã đồng ý gửi cho Ukraine 15 xe tăng Leopard nhưng lại chưa nêu lịch trình cụ thể. Chính Mỹ cũng không đề cập tới lịch trình cụ thể. Đâu là giải pháp thực tế? Ngay cả khi các xe tăng trên được gửi xong sang Ukraine, thì số lượng của chúng cũng rất nhỏ so với quy mô của lực lượng tăng thiết giáp Nga. Theo cam kết, Ukraine sẽ nhận 14 xe tăng Challenger 2 từ Anh, 14 Leopard từ Ba Lan, 14 Leopard từ Đức, 31 Abrams từ Mỹ. Như vậy tổng cộng có 73 chiếc. Trong khi đó, Nga đã gửi khoảng 200 xe tăng chiến đấu chủ lực, T-90 tới các điên vị của họ tại Lugansk và Donetsk, ly khai khỏi Ukraine và được Nga sắp nhập vào năm 2022. Đã vậy, quân đội Ukraine ít hoặc hầu như chưa được chính thức huấn luyện vận hành loại xe tăng hiện đại của Mỹ. Họ cũng không có kinh nghiệm bảo dưỡng loại xe tăng này. Xe tăng Abram và Leopard rất phức tạp, không đơn giản như loại tên lửa vác vai Stinger và Javelin hoạt động theo cơ chế ngắm rồi bóp cò. Các xe tăng này là khí tài cao cấp hàng đầu, đòi hỏi nhiều tháng, thậm chí nhiều năm huấn luyện thì mới có thể làm chủ được. Trái lại, Nga có thể đưa vào trận hàng loạt xe tăng T-90 chỉ trong vài tháng. Trong khi đó, diễn biến trên chiến trường đang có lợi cho phía Nga, cả trên khía cạnh hậu cần, địa lý và số lượng binh sĩ khí tài. Do vậy, giới quan sát đánh giá, giải pháp khả thi hơn cho Ukraine là sẽ củng cố miền Tây của nước này, đồng thời chấm dứt chiến sự với Nga càng sớm càng tốt. Điều này sẽ khó đạt được nếu chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, Ukraine cần phải kết hợp với đàm phán ngoại giao. Thế khó với xe tăng phương Tây trên chiến trường Ukraine Mỹ, Đức và Anh đồng ý chuyển xe tăng chủ lực cho Ukraine, song số lượng ít và thách thức về hậu cần khiến số xe tăng này khó phát huy hiệu quả. Sau gần một năm, Ukraine đề nghị các đồng minh NATO chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực do phương Tây sản xuất. Liên minh này cuối cùng cũng chấp nhận. Quyết định cung cấp xe tăng Challenger 2, M1 Abram và Leopard 2 diễn ra trong bối cảnh Nga đang củng cố phòng tuyến ở các vùng lãnh thổ kiểm soát ở vùng Donbass, tỉnh Zaporizhia và Kherson. Theo Brandon Waiters, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại tại Pennsylvania của Mỹ. Các nước phương Tây quyết định chuyển xe tăng cho Ukraine nhằm ngăn chặn kịch bản Nga chuẩn bị tiến hành một chiến dịch tấn công lớn vào mùa xuân. Nga đã hoàn tất huy động, huấn luyện hơn 300.000 lính dự bị và sẵn sàng tung vào những trận chiến đánh mới khốc liệt hơn. Anh đồng ý gửi một đại đội Challenger 2 gồm 14 chiếc, Đức cũng sẽ chuyển một đại đội Leopard 2 với 14 chiếc, trong khi Mỹ cam kết cung cấp 31 xe tăng M1 Abrams. Đây đều là những mẫu xe tăng uy lực của phương Tây. Nhưng Wechat đánh giá quyết định chuyển số lượng hạn chế xe tăng cho Ukraine có thể là động thái vô ích trong bối cảnh quân đội Ukraine đang chật vật chống đỡ những đợt tiến công mới với quy mô nhỏ hiện nay của Nga. Khi Nga tung thêm hàng trăm nghìn quân ra tiền tuyến, vài chục xe tăng chủ lực phương Tây sẽ khó phát huy hiệu quả tác chiến trước lực lượng thiết giáp và bộ binh đông đảo của Nga, Wechat nhận định. Hình ảnh được công bố trên kênh truyền hình NTV của Nga hồi tháng 12 năm 2022, cho thấy quân đội nước này đã chuyển khoảng 200.000 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 tới khu vực Lugansk. Ukraine sau đó đã đề nghị phương Tây cung cấp ít nhất 300 xe tăng để đối phó, nhưng kịch bản này được cho là khá xa vời khi Washington và các đồng minh châu Âu không đủ xe tăng trong biên chế để chuyển giao cho Kiev. Lầu Năm Góc đã thừa nhận họ thiếu số lượng biến thể M1 Abrams cần thiết để gửi tới Ukraine, trong khi ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ không thể sớm tăng cường năng lực sản xuất như trước đây. Reuters đánh giá M1 Abram là xe tăng hàng đầu và mang tính biểu tượng của Mỹ, do đó nước này khó có thể chấp nhận nguy cơ để mất lượng lớn khí tài này vào tay Nga trong giao tranh. Mỹ không thể mạo hiểm chuyển giao xe tăng M1 Abram trang bị các công nghệ tuyệt mật trong biên chế của họ cho Ukraine. Họ sẽ phải cải hoán và đặt hàng chế tạo mới xe tăng Abram trước khi chuyển tới Ukraine, nên chúng khó có thể được bàn giao trong 12 đến 18 tháng tới, thậm chí là lâu hơn, chuyên gia này nói. Ngay cả khi các nước phương Tây hoàn thành cam kết chuyển ra xe tăng, chúng cũng chỉ đủ để giúp Ukraine thành lập vài đại đội tăng thiết giáp, khó có thể đối đầu với lượng xe tăng đông đảo cùng hỏa lực pháo binh không quân của Nga tại Donbass. NATO đã nhiều lần từ chối chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine, khiến xe tăng phương Tây khi tác chiến ở nước này sẽ không nhận được yểm trợ đắc lực từ không quân. Khi đó, xe tăng NATO có thể dễ dàng trở thành mục tiêu cho máy bay Nga. Không được không quân che chở, xe tăng phương Tây với số lượng ít của Ukraine khó chống lại toàn bộ tăng thiết giáp và lực lượng lên tới 350.000 quân nhân của Nga, ông Wechat đánh giá. Ngoài hạn chế về số lượng và hiệp đồng tác chiến, xe tăng phương Tây khi được chuyển cho Ukraine cũng phải đối mặt với thách thức rất lớn về hậu cần, huấn luyện và bảo dưỡng. Về cơ bản, Mỹ đang yêu cầu binh sĩ Ukraine điều khiển loại xe tăng mà họ hầu như không được huấn luyện bài bản về vận hành và không có kinh nghiệm bảo dưỡng trong thời gian khốc liệt của cuộc chiến. Không giống như hệ thống chống tăng FGM-148 Javelin và FIM-92 Stinger, xe tăng là hệ thống khí tài phức tạp đòi hỏi nhiều tháng huấn luyện để vận hành, cũng như kỹ năng bảo dưỡng cao hơn so với các loại khí tài khác. Trong thời gian đó, Nga có thể điều toàn bộ xe tăng T-90 trong thủng phòng tuyến Ukraine trước khi xe tăng chủ lực của phương Tây tới được nước này, Weichert nhận định. Theo ông, sức kháng cự của Ukraine tốt hơn nhiều so với Nga từng dự tính, nhưng không phải là những siêu nhân khi chịu sức ép dân lớn từ đối phương trong thời gian dài. Nga ban đầu mở chiến dịch quân sự với khoảng 160.000 quân, thiếu phương tiện và năng lực chỉ huy để thực hiện chiến lược đánh nhanh thắng nhanh nhưng sau gần một năm chiến sự nga đang dần thay đổi chiến lược moscow dường như đang tập trung đông đảo lực lượng để tiến hành đợt tiến công mới dự kiến diễn ra ác liệt hơn nhiều đối mặt với làn sóng tiến công đó vài đại đội xe tăng phương tây khó có thể giúp ukraine đảo ngược tình thế trên chiến trường hậu cần địa lý và yếu tố số lượng vẫn cần được tính đến trong các kế hoạch tác chiến điều đáng buồn là những yếu tố này đang chống lại ukraine Ông Weichert đánh giá việc chỉ cung cấp vài chục xe tăng có thể khiến nhiều người Ukraine nằm lại chiến trường hơn và nguy cơ xung đột xảy ra giữa Nga và phương Tây đang leo thang.